Xin chào các bác. Hôm nay Shop Sơn Japan xin giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ của Đức. Đây là một trong những em mà theo shop thì là cái phiên bản mà mỹ miều và đẹp nhất trong cái dòng Bulle đề bàn của hãng Frankheim của Đức. Một cái dạng hãng rất là danh tiếng. Em này thì toàn thân là khảm đồng anh nhé. Toàn thân là khảm đồng. Em này cũng khá là sâu tuổi rồi nên tất cả các bác nhìn thấy chi tiết trên cái màu đồng của nó, tất cả cái chi tiết của nó, màu ten đồng đã xuống khá là đẹp, có cái màu thời gian ở trên đồng hồ. Thân của đấy các bác nhìn thấy thân, toàn bộ thân đây là những chi tiết này đều là khảm đồng hết ạ, đều khảm đồng hết, rất là đẹp. Đường nét đồng đúc của nó thì đường nét châu Âu, thằng châu Âu làm, mà nhất là thằng Đức đấy, thì các bác nhìn thấy rằng nhìn đường nét rất là tinh tế, đúc nó không dại như những cái đồ mà sau này, cái mẫu kiểu mẫu này thì sau này thằng Trung Quốc cũng có làm, nhưng mà nó lại khác xa như này, tức là nó không có bi giống, nó có bi khác, nhưng mà nó lại trông nó rất là dại và xấu. Em này là của Đức nha các bác nhá. Máy hai lỗ chung chén, máy tuần, khung đây cũng có toàn bộ tất cả các chi tiết, dập hoa này cũng tất cả đều bằng đồng. Mặt thì mặt men, số nổi, mặt số cũng là đồng. Các cái cọc số thì là mặt men, rất là hiếm tìm. Các bác nghe tiếng chuông của nó. Đây là chuông đánh nửa giờ nha bác nhá. Bây giờ bác nghe chuông tròn giờ đây. Đấy, chuông tròn giờ. Các bác lên cốt em này đây, em này được cái này còn đến cái chìa khóa cũng còn zin nha các bác nhá. Cái chìa khóa zin của nó nhìn, các bác nhìn thấy không? Bằng đồng rất là đẹp. Những cái một số những em về sau này thì cái chìa khóa zin này đều bị mất. Đây, chìa khóa zin màu đen đồng đã lên rất là sâu tuổi. Các bác đưa vào lỗ và các bác ấy quay theo chiều cực đồng hồ thôi. Hai lỗ cốt, một là cốt giờ, hai là cốt chuông. Đây, xoay cái máy cho các bác nhìn cái thân máy của em nó. Đây nha các bác nha, vỏ gỗ nha các bác nha, vỏ gỗ mà màu gỗ của nó làm rất là đẹp. Đây, các bác nhìn thân máy đây, không biết các bác có nhìn kỹ không. Đây là máy Frankheim, xem là made in Germany, sản xuất tại Đức, có số khung, số máy trên đây, số máy đây, máy đồng vàng ngươm. Đây chuông, các nhìn thấy chuông 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 chén đây, chuông cũng nhìn còn rất rất là đẹp. Và các bác nhìn làm kỹ đến mức độ, các bác nhìn đây, các bác nhìn em quay cái, các bác nhìn thấy đây là cái phần đế bên trong của nó cũng đều được khảm đồng nha các bác nhé, đế bên trong nha các bác nhìn thấy không, các chi tiết này đều là khảm đồng hết, trên nền gỗ hết, máy làm cực kỳ đẹp. Đây các bác nhìn này, đây các bác nhìn cho bác chiêm ngưỡng cái thân bên cạnh của em nó, toàn bộ đây là chi tiết khảm bằng đồng thật, trên nền gỗ cực kỳ đẹp ạ. Cái em này thì cũng là size này cũng là size to nhất trong cái dòng Frankheim này của Đức nha các bác nhé. Size này size to nhất rồi, chiều ngang của em nó lên tới 30 này, chiều cao suýt soát 60 để bác này, chiều cao cực kỳ to 60 rồi. Để trên các bác, cái này các bác có thể để trên một cái chân kệ cao, đặt em này lên thì đẹp miễn chê rồi. Em này thì các bác có thể đến 265 Bạch Mai để xem em nó trực tiếp. Hoặc các bác nào cần gửi ảnh thì liên lạc với shop sẽ gửi ảnh cho các bác. Ngoài ra thì các bác muốn xem thêm các cái sản phẩm châu Âu cũng như Nhật Bản khác thì các bác có thể truy cập cho mình cái website hangjapan.vn hoặc Facebook Sơn Japan Hàng Nhật. Có rất nhiều những cái mẫu đồng hồ hoặc là đồ chơi của châu Âu và Nhật Bản khác.
Xin chào các bác.